Ủa, chị hai con đâu? Con không biết nữa ba, chắc trên lầu hả ba? Lên kêu chị hai xuống ăn cơm. Dạ. Hai ơi, xuống ăn cơm. Chị, mà con thấy tờ giấy này trên giường nè. Trời ơi trời, sớm không đến, muộn không đến, đến ngay lúc có mình ở quán gì trời. Mày làm cái gì mày lắm, mày điên hả? Làm gì lao không xong vậy? Chú ơi, nó hồn chú ơi. Nó hồn gì? Ôi, sao ráng con nghe cái tiếng gì không chú ơi? Mày làm cái gì sao cái quần ướt nhẹp vậy? Không có gì tự nhiên hết chú. Hồi nãy đó, nó khô eo à. Ừ. Nghe tiếng gì cái giờ nữa. Nó vậy luôn á. Ủa, tào lao quá. Tự nhiên cái quán mình từ đó giờ làm ăn đàng hoàng. Có bậy bạ gì đâu mà ma quỷ ám ở đây. Ê, dạ. Cái gì vậy? Chết rồi ông chủ ơi, dắt con đi khám bệnh liền. Chắc con bị tiểu đường rồi, sao kiến bu quá vậy? Tán con gái, mày đứng mày gây vô ổ kiến rồi mà mày kêu kiến con bu mày. Mệt quá, không lo chuyện nước sườn rồi, nó khách vô một cái không biết là bán sao đó. Hồi nãy ông chủ chưa đi á, là con nghe có tiếng con nít khóc mà sao giờ tự nhiên im vậy? Mấy chúng mày tưởng tượng, tại mày coi phim nhiều quá, rồi mày cái đầu mày lú, hiểu chưa? Mệt quá đi, vô làm đi. Nói đi, có phải là do con tưởng tượng không? Có phải là con nghe cái tiếng khóc đúng không? Con nghe. Chết trời, ướt quần nữa. Con mặt mày quá, mày lo. Kỳ ta. Ông chủ ơi. Cái gì? Con nghe tiếng khóc này nó ai quán lắm. Giống như là người ta chết hoang không chủ? Có khi nào tháng cô hồn người ta muốn về người ta báo với mình đi minh quan cho tao không? Mày điên hả? Mày làm như cái phim kiếm hiệp ngày xưa. Mày coi phim riết mày lắm mà. Mày đừng, tao đã đang rối rồi mày làm tao rối thêm nữa kìa. Thiệt gớp mày điên hả? Bà mũi cha mày trật tự nè, để tôi đi tôi coi có tiếng ở đâu nè. Hình như hướng đây chỗ mày dơ quá. Chứ giờ sợ quá thì vậy đi cho chắc đi. Trời ơi, cái tiếng gì ghê vậy? Sao mày rung vậy? Sao mày rung vậy? Con không biết rồi. Nghe cái chỗ mày rung lắm. Do cái điện thoại á. Điện thoại. Cái điện thoại mày để cái tiếng gì? Tắt ngay. Không, mình phải để cái tiếng này chứ. Làm cái gì? Để cô hồn tưởng mình là cô hồn người ta không nhát mình. Nè, không cần nhát mày đâu. Mà cái tiếng mày chưa gì làm mà ta làm cô hồn trước rồi đó. Vậy hả? Vậy thì tắt hả? Mệt rồi quá. Hình như nó khóc ở hướng kia kìa. Đi ra xem coi sao. Ê, có bóng trắng không chú? Có bóng trắng không? Ê, hình như con xuyên, có bé Xuyên. Phải không? Nó chứ ai nữa, đi ra. Sao chị đêm khuya con ra đây con ngồi vậy hả? Sao lại khóc? Rồi, chú biết rồi, cái này chắc ăn ức gì đúng không? Bây giờ nói chú đi, chú giải quyết cho. Bây giờ này hay là bây giờ ai hiếp con nói đi ông chủ ơi hả? Bây giờ vậy nè,
vô trong quán ngồi đi, rồi bắt đầu từ từ hỏi nó chứ giờ khóc hoài cũng đâu giải quyết được gì đâu. Chứ ngồi đây làm mồi cho muỗi cắn hả? À đúng rồi. Đi vô trong quán chút. Nha nha, đi đứng lên. Đi con. Đứng lên. Ngồi đây là muỗi cắn chết nha. Đi vô chút. Đây. Không khóc nữa là nín dứt nè. Bây giờ con ngồi đi ha. Chú vô lấy nước con uống. Nghe. Đúng rồi. Ông chủ vô lấy nước đi. Để con hỏi rồi, từ nãy giờ không hỏi được cái gì hết. Con. Nói thì chú biết. Con tên gì? Mày điên hả? Mày thấy nó mày dọa nó khóc nữa kìa. Nó tên Xuyên mà mày cứ hỏi tên gì hoài. Trời ông chủ ơi, trời ơi là trời. Bây giờ phép biến hình người nhiều lắm, mình biết mà tháng của hồn mình đâu biết được đây phải xuyên thiệt không. Mày cứ ba coi qua cái thứ đó rồi bắt đầu mày nghĩ là mày mạng không chưa nghe chưa? Thì cho nó tao biến hình tùm lum ra thì mày biết đâu biến hình gì. Đi cho khác. Thôi, đừng khóc nghe. Chú này bà lơ nhưng mà vui. Không có xấu đâu, nghe. Nè, uống nước đi. Đó, uống đi con. Khát nước rồi đúng không? Rồi. Uống xong á, rồi nói chú biết là tại sao con này khóc. Ừ. Hay quá. Hỏi ngay câu chủ đề luôn. Hỏi cái khóc liền luôn á. Im đi. Nè con, giờ con phải nói chú biết chứ. Hỏi cái gì con cũng khóc, hỏi gì con cũng khóc, làm sao chú biết chú giúp con được, đúng không? Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Con uống miếng nước đi. Rồi chú đưa con về nhà, được chưa? Thế ông chủ hả? Hình như mặt con bé nó có vết bầm kìa. Kìa. Rồi, tao thấy rồi. Đó đó. Tao thấy rồi. Con. Nói chú biết đi. Có phải ba mẹ con quýnh con đúng không? Chỉ có người lớn mới có thể tác động vật lý mạnh như vậy. Mày điên hả? Mày đổ vào thêm lửa con người ta giữ gì thì mày hỏi mình hỏi. Bậy bạ là không phải sao? Không được rồi. Báo cho hội liên hiệp bảo vệ trẻ em và phụ nữ gia đình gì đó. Báo liền. Mày còn chú nó. Chứ bây giờ nó bị như vậy rồi. Mày im lặng người ta được không? Sao không xót xa gì vậy? Xót xa cái gì? Mày phải hỏi ra ngoài chứ tự nhiên mày làm lung lung lớn không phải rồi sao? Con bé nó kêu không muốn về nhà nữa kìa. Thì nó không muốn về cái chắc là tại vì nó chưa muốn về nhà. Nóng lại luôn á, thiệt á, nóng lại á. Mày quá đi. Con, mình sao không muốn về nhà hả? Con chú nói con nghe nè. Cái gì cũng vậy, nhà là nơi để về. Nhà là nơi tình thân hội tụ. Nhà mua rất mắc tiền. Con hiểu không? Trời thân mắc tiền không chi gì chơi. Tự nhiên cái nhà mua mắc tiền. Im đi, tao đang nói chuyện nha. Thì tao đang thuận văn thì tao nói vậy thôi. Nói chung là nó biết cái giá trị của nhà là vậy. Hiểu không? Cho nên con phải về nhà. Nếu con không về nhà, ba mẹ con ở nhà sức là lo lắng cho con hiểu chưa? Trời ơi, sao ông chủ tàn nhẫn như vậy? Con bé mới vừa thoát khỏi hang cọp, ông chủ nó đẩy về hang cọp cái cho ăn thịt đó hả? Ba mẹ nó ác ít, ông chủ ác mới nhiều. Nè, mày đừng có tào lao nghe chưa? Tào lao gì? Không chưa biết gì ngọn nguồn tầm bậy tầm bạ không à? Con bé nó kêu không muốn về nhà. Nhà là nó hữu tụ tình thân. Cha mẹ nào cũng thương con cái chứ á. Có chắc không? Có chắc là cha mẹ nào cũng thương con cái không? Thì tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà những trường hợp đó là đồ bỏ đi, hiểu chưa? Thì bây giờ thí dụ như đây con bé Xuyên này là vô cái trường hợp ngoại lệ, trường hợp bỏ đi thì sao? Sao mày cứ gán ghép nó vô gia đình, nó vô trong cái đó hoài vậy? Không phải là gán ghép, nhưng mà ông chủ trời ơi phải bảo vệ nó chứ, bây giờ bị quýnh khó trên đầu vậy không xót thương hả? Tôi biết đâu cái gì nó rớt xuống đầu nó thì sao? Trời ơi, cái gì rớt xuống đầu? Thí dụ lỡ như trái mít hay trái sầu riêng rớt xuống đầu nó thì sao? Ê, thí dụ mà trái nó rớt là giờ không đòi nha cái mỏ mày đó. Không nói kiểu đó mà kêu tao hiểu vậy. Đây, để bữa nào mình thử đi. Mình rớt một trái một hơi, cự ly gần không cần xa đâu. Nha, xanh cỏ. Nè, nha, mày im giùm tao đi á. Trời ơi trời, thiệt. Thôi mày không nói nữa. Chú đưa con đi về, được chưa? Thôi, con không muốn về đâu. Đi con Xuyên. Xuyên. Thì ra con ở đây hả? Đi về. Đi. Anh chạy bình tĩnh đi. Tự nhiên sao vô kéo con nít như vậy? Nó còn nhỏ, nó sợ hay sao? Con của tôi dạy, anh tránh ra. Nè, anh bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói. Từ từ cái gì mà từ từ? Nó bỏ nhà đi á, có thèm nói vợ chồng tôi tiếng nào không? Tôi không có muốn nói chuyện với hai anh nữa. Đi theo mẹ về nhà mau lên. Con đã nói rồi, con không có về đâu. Bữa nay dám cãi lời nữa hả? Hai anh tránh ra để tôi dạy con. Nè. Bước lui. Lui xuống. Ông chủ lui ra. Để con tiến lên. Mấy vụ này cũng khoái lắm. Sao? Ba con hổ hình hài trong ba con người. Tại sao lại đối xử người phụ nữ này như vậy? Nó còn nít phụ nữ đâu, mày điên hả? Tại sao đối xử cháu tôi vậy? Hả? Cháu tôi làm cái gì? Hả? Ai là người quýnh cái chán cháu tôi đỏ như vậy? Trả lời, ai? Mới chơi game. Thì ra ông chơi game không qua màn. Ông lấy máy ông chọi người ta đúng không? Thôi, đừng nói nhảm nữa. Tránh ra tôi dạy con. Ông bước lên. Nè, tôi không tránh ông làm gì tôi. Tôi nói cho ông biết nha. Vợ ông tôi có thể bỏ qua bởi vì người ta là phụ nữ. Tôi không thể nào đụng tay với phụ nữ được. Còn riêng ông á, mà đàn ông á, ông bước lên đánh cháu tôi một cái coi. Nè. Sống máy với ông liền. Nha. Bước lên.
À, thôi vậy nè. Thôi cái gì? Làm cha làm mẹ đẻ ra được đứa con rồi để yêu thương, để chăm sóc, để nuôi nấng nó nên người. Hả? Ông với bà dạy con kiểu gì mà bây giờ hả? Khuya lắc khuya lơ để con chạy ngoài đường. Có bao giờ hiểu được nó không? Có bao giờ là hỏi con ơi tại sao con ra đường giờ này hay không? Cha mẹ kiểu gì kỳ cục mày. Ôi à, nó nóng tính vậy thôi chứ không vấn đề gì đâu ha. À, thôi bây giờ tôi có ý kiến vậy, mình ngồi lại nhau để hỏi coi cháu tại sao nó như vậy. Tôi có ý kiến vậy được không nè? Xuyên, con có gì muốn nói với ba mẹ không? Hôm nay con biết con bỏ đi là con sai lắm, nhưng mà có bao giờ ba mẹ lắng nghe con đâu. Con cũng là con của ba mẹ mà, sao ba mẹ không bao giờ công bằng cho con hết á? Nhiều khi ba mẹ khiến con cảm thấy con là một người thừa thãi cho mọi người nhà nha. Huy ơi. Cái gì chị? Xuống ăn cơm ba mẹ đợi nè. Em đang chơi rồi, lát đi. Chơi gì chơi suốt ngày luôn á, xuống ăn đi rồi lên chơi sao? Chị phiền thiệt luôn á, em đã nói là lát em ăn. Em đợi ba mẹ chờ vậy hả? Rồi cơm canh nguội hết, ai ăn? Huy! Đi ra con ơi! Chết luôn rồi nè! Chị vui lắm hả vậy? Chị á! À, em dám trộn với chị hả? Huy! Con làm gì vậy? Đánh em hả? Bước qua kia! Đánh xe em ra! Xuyên, tại sao đánh em? Không phải đâu ba, tại em á. Là lỗi của em đúng không? Chính mắt ba thấy nè, là con xô em. Con nhỏ mày đặt nói dối hả? Ba thất vọng vì con quá. Mẹ thì thất vọng về con đó Xuyên. Nhà có đứa em trai à, mà suốt ngày con hiếp em, không có chị chăm sóc gì cho em hết trơn vậy. Ba thấy chưa? Tôi nói bà rồi, nữ sanh ngoại tộc, nhà là nhờ thằng Huy thôi à. Bây giờ con Xuyên lớn lên cũng theo chồng, nhờ giả được gì đâu. Có nhờ là nhờ lúc này chăm em thôi. Bây giờ con đứng im đó, suy nghĩ là hành động của mình đánh em là đúng hay sai. Thì con với cái mà. Thôi con trai của mẹ ngoan nha. Đi xuống dưới ăn cơm với mẹ nè. Mẹ có nấu món con thích á, thịt kho hụt vịt. Dạ. Đi. Trời ơi, có sao không? Dạ không. Chị à, thì à, qua câu chuyện của bé Xuyên thì à, anh chị cũng hiểu được ngọn nguồn rồi đúng không? Tôi là cũng là người ngoài thôi. À, tôi xin góp một chút ý kiến của mình. À, tôi nghĩ là người ngoài thì có thể là nó sáng người trong cực chút xíu. À, nếu có cái gì mà sai sót á, anh chị bỏ qua cho tôi nghe. Tôi nghĩ là cái thời buổi này á, nó là thời buổi gần như nó đi tới 5-6 chấm luôn rồi. Mà mình cứ đi theo cái lối mòn vậy là không được. Mình mới nên bình đẳng chút xíu. À, cái gì nhất nam nhất nữ, thập nữ nhất vô cái gì đó, nó cũ lắm rồi. Tôi nghĩ bây giờ là nam nữ là bình quyền. À, chúng ta phải nuôi dạy và công bằng chút xíu. Trai gái cũng như nhau, cũng là con của mình mà, cũng mang nặng đẻ đau mà, đúng không? Nhất là bé Xuyên đây, nó là con gái, tuổi mới lớn nữa. À, anh chị mà nuôi dạy mà kiểu thiếu công bằng như vậy á, cháu sẽ rất là tổn thương. Mà sau này lớn lên á, nhiều khi nó bị tự ti rồi trầm cảm rồi nữa, rất tội cho nó. Con Xuyên nữa, con cũng biết con sai là tốt nha. Lần sau á, có giận gì giận, không được bỏ nhà ra đi nghe chưa? Dạ. Biết là tốt, mai gặp chú á, lớp kẻ xấu thì sao? Dạ, con biết rồi chú. Ngoan. Đó, bà Lộc nói đúng á, mai mốt có chuyện gì á,
con cũng không tự ý ra ngoài đường như vậy, rất là nguy hiểm, hiểu không? Dạ. Còn ba đó, tôi nói thiệt với bà, ba cứ nuông chiều thằng con trai bà đi nha. Nha, bây giờ á là nó cầm máy chơi game, nó chọi đầu chị nó. Mai mốt nó không chọi đầu chị đâu, chọi đầu bà luôn á. Mày đi, mày đi, mày đi. Tôi nói thiệt, đúng không? Con trai với con gái ai cũng là con mình mà, đúng không? Đâu phải là con trai là tốt đâu. Nhưng mà bé Quy không có như vậy. Làm sao biết nó không như vậy hả? Cứ nuông chiều kiểu đó làm sao biết nó không như vậy? Sao nó là đứa con nít, nhưng mà cứ nuông chiều nó kiểu đó, mai mốt lớn lên nó hư hồi nào bà không hay. Tôi nghĩ là chị hiểu mọi chuyện rồi mà, đúng không? Xuyên, mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì chưa bao giờ lắng nghe con hết. Nhưng mà con đừng có nghĩ là ba mẹ không có thương con. Trong thực tâm, cả ba với mẹ lúc nào cũng muốn hai đứa nên người hết á. Mẹ biết là mẹ sai khi mà mẹ dạy dỗ hai đứa không có đúng cách. Mẹ hứa là từ nay mẹ sẽ không như vậy nữa. Ba cũng như vậy. Ba hứa là từ nay mẹ sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn và sẽ công bằng với hai con. Dạ ba. Chị Hai, em xin lỗi chị Hai. Hồi nãy em làm gì đau không? Em xin lỗi chị. Sao đâu, em xin lỗi là chị hết đau rồi. Lát nữa em tha dầu cho chị. Rồi, bây giờ vui rồi phải không? Mọi chuyện như biết xong rồi ha. Vậy thì gia đình mình về để cho hai chú dọn quán nữa. Rồi vậy là tốt rồi, bây giờ hiểu nhau và thông nhau hết trơn rồi đúng không? Dạ. Bây giờ thôi, chúc gia đình của anh chị với hai cháu đây á luôn luôn yêu thương nhau và hiểu thấu lẫn nhau, được chưa? Dạ. Rồi. Thôi về đi con. Về đi con. Rồi, về. Dạ. Nghỉ ngơi. Rồi, cảm ơn hai chú nhiều. Dạ. Chào chú. Chào con. Dạ con. Tôi nói gì chị đừng buồn nha. Thương tụi nhỏ thôi. Rồi. Ừ. Cảm ơn hai anh. Rồi, bye. Nói vậy không sợ người ta buồn, thiệt luôn. Thì mình thấy đứa nít mình xót xa đó mà. Ai cũng xót mà. Đó. Đó, trước mắt thấy cảnh gì đó. Ừ. Thì liệu mà đối xử tôi công bằng đi. Ừ. Chứ không tôi bỏ nhà tôi đi đó. Mày đi đâu? Mày đi. Mày đi hả?